Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phạm Bình Minh đang vùng vẫy, chiến để thoát nạn. Theo như thông tin cho biết, vào ngày 14 tháng 7, Bộ Chính trị đã có cuộc họp và quyết định sẽ kỷ luật nhiều nhân vật, trong đó có hai ủy viên Bộ Chính trị và một trong hai người đó là ông Phạm Bình Minh. Tuy nhiên, mức độ kỷ luật được đề xuất là mức nhẹ nhất là khiển trách. Với mức này, ông Phạm Bình Minh sẽ được ở lại đến hết nhiệm kỳ rồi về hưu. Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích, thì mức kỷ luật này cũng như không bị kỷ luật vì ông Phạm Bình Minh hiện nay đã là 63 tuổi. 3 năm sau đã 66 tuổi, vượt quá tuổi quy định được ở lại Bộ Chính trị. Cho nên, dù có khiển trách hay không, cũng chẳng khác nhau là bao. Đây là hình ảnh ông Phạm Bình Minh làm thay cho ông Phạm Minh Chính. Nguyễn Thanh Nghị, con trai của Nguyễn Tân Dũng cũng đã từng bị kỷ luật ở mức khiển trách vì sai phạm đất đai tại Phú Quốc vào tháng 8 năm 2020. Tuy nhiên, sau đó, ông Nghị được về Trung ương và được giao cho chức vụ Bộ trưởng Bộ Xây dựng và hiện nay không ai còn nhắc nhở gì về mức độ kỷ luật mà Nguyễn Thanh Nghị có trong quá khứ. Cho nên, mức kỷ luật đấy với Phạm Bình Minh là không có ý nghĩa gì nhiều. Tham vọng của ông Phạm Bình Minh là vào tứ trụ để thoát khỏi quy định tuổi tác, bởi tứ trụ được nhận suất đặc biệt nếu sức khỏe cho phép. Hiện nay, hành động của Phạm Bình Minh cho thấy ông năng nổ hơn. Vào ngày 15 tháng 9, ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực, đã thay mặt ông Phạm Minh Chính ký các quyết định bổ nhiệm phó tư lệnh như Quân khu 4, Quân khu 9, Quân chủng phòng không không quân. Cụ thể là tại quyết định số 1070, Đại tá Lê Hồng Nhân, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 4. Tại quyết định số 1071, Đại tá Quách Văn Nhỏ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 9 Bộ Quốc phòng. Cũng tại quyết định số 1072 tiếp tục, Đại tá Vũ Hồng Sơn, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không Không quân, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân của Bộ Quốc phòng. Đây là hình ảnh ông Phạm Bình Minh lại làm thay công việc của ông Phạm Minh Chính. Rồi đến ngày 19 tháng 9, ông Phạm Bình Minh cũng vừa ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi tiếp tục đến ngày 21 tháng 9, ông Phạm Bình Minh lại thay mặt ông Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự phiên thảo luận chung cấp cao khóa 77 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Hoa Kỳ từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 9 năm 2022. Không biết hiện nay ông Phạm Bình Minh và ông Phạm Minh Chính đang có thỏa thuận gì ở phía sau hay thế lực của Phạm Minh Chính đang lên lấn át ông Phạm. Và ông Phạm Bình Minh dường như được giao thực hiện rất nhiều nhiệm vụ quan trọng thay mặt ông Phạm Minh Chính như thế. Cũng có thể ông Phạm Bình Minh thế lực cũng đang lên. Cũng trong lúc này ông Phạm Minh Chính đang trong tâm của trận bão. Vũ Đức Đam thì bị gạt cho ra rìa, làm nhiều người nghĩ ngay đến một quyết định và kỷ luật nào đấy từ bên trong sắp bổ xuống đầu chính phủ. Trước đây có đến 5 phó thủ tướng, nhưng nay chỉ còn có 4 người. Đã vậy, nhiệm vụ của Vũ Đức Đam còn bị hạn chế thì xem ra chính phủ đang có vấn đề thực sự. Cũng có ý kiến cho rằng tận dụng tình hình rối ren ở chính phủ, ông Phạm Bình Minh đang làm mọi cách để thoát nạn. Bởi mức kỷ luật áp cho ông Phạm Bình Minh không nặng, ông hoàn toàn có thể vùng vẫy để thoát ra khỏi án, rút kinh nghiệm đó. Đây là hình ảnh ông Phạm Bình Minh lại thay mặt Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Hiện nay, chính trường Việt Nam đang có chiều hướng khó đoán. Trong tranh tối, tranh sáng, có lẽ kẻ cơ hội là có lợi hơn bao giờ hết. Vụ chuyến bay giải cứu đáng lý ra ông Phạm Bình Minh dính nặng nhất, nhưng dường như cơn bão này đang hướng về văn phòng chính phủ mạnh hơn là hướng vào Bộ Ngoại giao. Nếu hướng vào văn phòng chính phủ thì mục đích là nhắm vào Phạm Minh Chính. Như tờ Thời báo .d đã nói, tứ trụ chính phủ thì có 3 trụ đang lung lay và xem ra trụ Vũ Đức Đam lay mạnh nhất chứ không phải trụ Phạm Bình Minh. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng công phá thành trì Phạm Minh Chính bằng 2 mũi giáp công, Thủ tướng sắp tiều. Chiều tối ngày 20 tháng 9, trang thông tin chính phủ và trang thông tấn xã Việt Nam đưa hai tin quan trọng. Tin thứ nhất là khởi tố bắt tạm giam vụ trưởng quốc tế văn phòng chính phủ được đăng trên trang fanpage của Tổng thông tấn xã Việt Nam. Và tin thứ nhì là kỷ luật cảnh cáo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Nếu nói văn phòng chính phủ là sân trước nhà ông Phạm Minh Chính thì Quảng Ninh
nơi mà ông Phạm Minh Chính từng làm bí thư tỉnh, là sân sau nhà ông Thủ tướng. Lần này, ông Tổng Trọng đang đánh cả sân trước và sân sau nhà ông Chính như muốn ép ông này không còn đường thoát vây. Đây là hình ảnh mũi giáp công thứ nhất. Vào ngày 20 tháng 9, ông Tô Hồn Sô, Trung tướng, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết đã mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao. Cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở làm việc đối với Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1971 tại Hà Nội, vụ trưởng Bộ Quan hệ Quốc tế của Văn phòng Chính phủ, về tội nhận hối lộ quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can này. Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an cũng đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án để xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào ngày 18 tháng 8, Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an cũng đã bắt tạm giam Nguyễn Tiến Thân, chuyên viên vụ quan hệ quốc tế Văn phòng Chính phủ để điều tra về hành vi nhận hối lộ quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Đây là những diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam ở Hà Nội và các tỉnh thành phố khác. Như vậy là ngay tại Văn phòng Chính phủ đang rất căng, không biết rồi đây ông Tô Lâm sẽ cho bắt đến ai nữa. Cũng trong ngày, trang thông tin chi tiết thông tin của Chính phủ cũng đã cho ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 bị kỷ luật do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác, và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thi hành kỷ luật về mặt đảng. Đây là hình ảnh về mũi giáp công thứ hai. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số 727 vào ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về thi hành kỷ luật đảng. Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Phạm Văn Thành, nguyên bí thư Thị ủy Đông Triều, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều ở Quảng Ninh có vi phạm, khuyết điểm và chịu trách nhiệm của người đứng đầu đối với vi phạm của Ban Thường vụ Thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện đấu thầu mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á. Cũng tại Quảng Ninh đang có Dũng tướng Đinh Văn Nơi hỗ trợ tích cực công tác điều tra và các sai phạm của ông Phạm Văn Thành. Không biết sắp tới ông Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có cách nào đỡ đòn hay không. Một số ý kiến thì cho rằng lần này ông Tổng đã ra đòn rất hiểm. Tuy nhiên cũng có một số ý kiến nói rằng ông Tổng tấn công như thế vẫn chưa đủ. Với ông Thủ tướng thì cần phải tăng liều lượng, chứ đó chưa ăn thua gì. Đây là hình ảnh liệu ông Thủ tướng có tiếp tục là Thủ tướng nữa hay không. Thực ra tấn công ông Thủ tướng không dễ như các ủy viên Trung ương Đảng. Ông Phạm Minh Chính đã có nhiều thế lực hậu thuẫn. Không phải tự nhiên mà ông Chính nhảy ngang từ Ban Tổ chức Trung ương, nhảy sang Chính phủ và hất bay Vương Đình Huệ, người mà đã từng làm Phó Thủ tướng, để chiếm vị trí trùm. Đó là chiếc ghế Thủ tướng Chính phủ. Và liệu ông Trọng có làm được gì hay không thì chúng ta cần phải chờ. Chờ ông Trọng tấn công và chờ xem cách đối phó của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính ra sao.